Xin chào, tôi là Trần Hoàng Tú. Tôi đã tiếp tục bước tới tuổi 18. Lý do vì sao mà tôi lại nói hai từ tiếp tục? Vì đó chính là cụm từ diễn tả chân thật nhất cho sự cố gắng của tôi khi tồn tại ở thế gian này. Cuộc sống đối với mọi người có lẽ đều không hề dễ dàng, hoặc ít nhất ở một khía cạnh nào đó là như vậy. Tôi yêu gia đình mình, nhưng những hiện thực tàn nhẫn luôn hiện trước mắt tôi